Dạ nè. Lá luôn. Để giọng cho nó sống trước đi ấy. Sống đâu có gì đâu. Cá cha. Ờ cá cha. Cá trưởng nè. Cá cha chứ có tư tưởng đâu. Tư tưởng nó nằm đây nè. Hai cá cha một cá mùi. Còn cá mùi đây nè. Đồ nó phô đen dữ vậy ta. Ba. Hả? Còn cá này mùi. Mùi đó ba. Bé sâu ăn cá không? Ba. Nhiều quá. Bé sâu khoai ăn cá nè. Ba. Cá vô. Ba nhá con. Con cá ừ, cá rồi con canh cá nha. Trời, mới lên luôn hả anh? Trời ơi. Trời ơi, hôm nay anh cởi áo ra thấy tròn quay luôn á. Nghi chắc cái lưới này chịu không nổi luôn á. Cá này cá bự không ạ? Rồi sâu xích vô nè. Có mua thịt bò ngoài chợ ở đây luôn, chạy xuống kia sao quá. Ủa ba kéo hả? Trời tưởng nó ba kéo là xong phim luôn. Kéo hả? Nhập viện luôn. Mấy cây hôm qua mới về sao ba nhổ lên? Ở cây lá ngũ chảo hôm qua Phong kiếm về, Phong làm thuốc ngâm ở nhà cô bác anh chị. Bây giờ có mấy cây, hôm qua lấy lá, giờ có mấy cây ghim mấy hào. Bữa nay kéo cá của bác anh chị ơi. Đây, cậu mà thấy dở cái lưới lên cậu hết hồn luôn. Mà sợ nó rút vô đây nè. Cái này được mấy con à? Nhiều không? Nhà Phong có cây dừa độc lạ là của bác anh chị ơi. Cây dừa cái giống như con dòng á. Giống như con dòng nguy hịch luôn. Đó, cái đuôi nó quắn rồi. Rồi ông bà cô bác đam mê cây dừa mà lội về bình luận cho Phong nha. Phong bán giá bao nhiêu Phong bán luôn. Như Phong thấy mấy chương trình mà quay độc lạ rồi bán cây tính tiền tỷ không à. Phong bán cây này chắc bán rẻ cô bác chị ơi. Nếu mà cô bác nào mua được Phong bán luôn nha. Rồi, thôi quay lại kéo cá quá anh chị ơi. Trời, cái hậu nay cạn dữ rồi anh Tấn. Nay cạn dữ rồi. Trời, còn tới chưa tới lưng quần nữa của anh chị ơi. Trời, hào cá mà sợ ở đây nó bị dướng cái lưới. Ê, cậu Tư. Tù lắm cậu Tư. Dạ nó cạn cậu Tư, tại nó sạc đất. Mới ba con tính lắp luôn cái hào, tại sợ nó đi luôn cái nhà bếp đó cậu Tư. Nó sạc nó đây quá trời luôn, cái nhà bếp muốn nghiêng luôn. Này kéo mà dính cá tê tượng mà không có chị ba với mợ Tư ăn uổng. Cá bự bự không? Cá lớn hả? Dạ cá lớn lắm cậu Tư. Còn tới mấy kilo nữa. Anh mò trước ở dưới đáy á, sợ cây ở dưới đó đó. Họ kéo dướng cái lưới á. Bình thường là ảnh đi kéo cá ngoài biển, rồi bữa nay kéo trong hào chắc cú. Mà hơi cây nhiều quá của bác anh chị. Này nắng quá hả cô? Này chắc bùng nhiều lắm. Mày nó bao lại à. Cô bác anh chị xem cái mấy hào. Đợt mà tới mùa mưa là cá lóc, cá chê với cá rô lóc lên cái đường này qua hào bên kia. Quá trời luôn. Canh mà bắt không kịp luôn cô bác anh chị. Tại nó lóc lên đây nó nhảy qua nhanh lắm. Tại nó lên khoảng cái mực nước lên trên cao đó. Là nó nhảy qua nhanh hơn.
Còn gốc bên đây tới mùa mà tháng 5, tháng 6 có mưa, có núm mối nhiều lắm. Dọc cái bờ này không có núm mối nhiều lắm á anh Tròn. Núm mối á, mùa mưa á, có gió bắc á, nó lên đã luôn á. Tại có mấy bụi tre nè. Mấy bụi tre. Mấy bụi tre bự khủng khiếp luôn. Rồi sao im re luôn rồi. Em kéo cây trà lên. Sâu đứng trên nha. Rồi. Lưa nó bị ấy à. Đó đó cũng có nè, có bên kia nữa kìa. Ồ cái này nè, nè con nè. Nhiều lắm, nhiều lắm, cũng còn. Ở rễ cá cha ăn cá cha. Có hơn không như vậy vậy. Đen. Dạ bắt luôn đi. Con nào ở trong này nó chắc cú rồi đó. Không thả con này, nó bắt nó được rồi, cái điểm tượng. Thả cho mày đi. Ô. Có mùi chỗ này không à? Bắt nó mùi chi. Có cái mùi lên. Cái đó là. Đó là chắc cú, cái đó là chắc cú đó. Luyện nó luôn đi anh ơi. Chú không có cá thì tưởng là buồn luôn. Dạ. Dạ sáu sáu. Dạ dạ con. Dạ 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 dạ. Dạ. Đó đó đó. Bắt dự bị. Giờ lùa cá này ra hả anh? Lùa cá này ra. Ở đó coi chừng nó trốn trong luôn á. Trời ơi. Ồ, thấy chưa? Nói mà, rồi nó chảy rồi. Cái vụ điếm kìa anh. Cái vụ đếm kìa. Vụ điếm. Chụp anh ơi. Rồi. Được không? Rồi, thấy rồi. Đó. Anh thấy không? Bắt còn dễ hơn kéo nữa. Hả? Này cũng lâu lắm rồi đó. Cá này nó bị, nó lâu lớn lắm anh. Nó cỡ vậy là nó bự rồi đó. À, lâu lớn. Đó, ông bà cô bác xem. Bắt cá bằng tay, khỏi cần kéo cá luôn. Đó. Con mạnh nè. Quá trời mập luôn à. Dục hất đại nó đi anh. Bỏ vô lu trước đi. Dạ dạ. Giúp vé bỏ lu luôn đi anh ơi. Lu gốc bên đây nè anh Tròn ơi. Ở trong đây nè. Mình chế nước rồi. Được một cái trà. Xả nước rồi đi em. Xả nước rồi đi. Cúp nước rồi hả? Ồ, cá thấy chưa? anh Tròn với cậu vậy? Đó là anh. Kêu bằng anh á. Giá xấu giá nè. Trời ơi, giọng nó sống trước đi ấy. Sống đâu có gì đâu. Cá cha. Cá cha. Cá trưởng ba. Cá cha. Cá trơn trưởng nè. Cá cha. Cá trưởng. Cá cha chứ có tư tưởng đâu. Ít
tụi nó nằm đây nè. Hàng cá cha một cá mùi. Con cá mùi, con cá mùi đây nè. Con cá mùi đây nè. Đó nó phô đen dữ vậy ta. Ba. Hả? Con cá này mùi. Mùi đó ba. Bé sâu ăn cá không? Ba. Nhiều quá. Bé sâu phải ăn cá nè. Ba. Cá vô. Bà nhá con cá bà. Cá rồi con canh cá nha. Canh cá ba nắm tay à. Canh nha, đừng có cho nó nhảy nha. Nắm tay cá vô điếm nó mập ú nó không mà cô bé thấy cá vô điếm không? Quá trời mập trời cá cha. Ồ trời cá cha quá trời luôn. Ôi con còn cá trời điếm. Rồi hơn nó mới thấy luôn á. À, bự quá ha anh. Thôi chắc nghỉ luôn anh ơi. Con nghỉ luôn thất bại rồi. Để em bắt con cá này. Trời ơi. Còn dơm không mà cô bác chị. Nó con cá này bự vô con cá kia bự hơn cá này nữa. Khủng khiếp luôn. Bẻ nhanh luôn anh. Quá trời dơm luôn. Cô chừng á anh. Cá này nó ăn nó béo. Đâu thả thử coi sống không anh? Sống rồi á. Anh thử coi sống không? Được không anh? Đồng giọng như này của anh chị. À, anh chọn phụ em bắt con bỏ lên giọng vô đây bớt con anh chọn ơi. Bắt ở trong cái lu á, đem bỏ trong chi kìa. Có ngày hào á. Con bắt con nó đi. Ok cái kia nó sống hơn. Trời, nó kêu anh. Anh đi trên đây nè. Cái rồi vô dám cái này chắc 20 năm luôn quá. Dạ. Bỏ vô đây giùm em anh chọn. Có cái đó, có cái nắp dở vậy. Lọt không? Đó anh. Đó, bật cái ra. Rồi mấy con cá kia chết sao? Không không nên. Chừng quá. Ấy xa xong rồi còn hạ cho nó thấp xuống nữa. Để chắc cú rồi nè. Dạ không nó về nè. Kéo hàu này chắc cú luôn á. Dạ không cái này nó tuột xuống luôn á. Chân. Tới mấy ngày mai mới có mấy ngày mà nước nó giật xuống cỡ về. Này sôi quá trời rồi mà. Chín chưa mà. Đây là anh đem lấy. Mày xui sao cúp nước nó mới ghê.
cần đến chút xào thịt bò bỏ vô á. Này vợ Phong thức sắp cà chua để lên dĩa trang trí giống như bán ngoài tiệm luôn quá anh chị. Này đúng lẽ ra là lót thêm vài lá salad ở giữa nữa. Này Sâu ơi. Đây nó đang tồn mà. Đại đi mẹ ơi, bỏ vô. Wow, wow, rồi liền vô trong nồi. Hết luôn đi mà. Hai trăm hai ký mà. Nãy chạy xuống kia có 200.000 mà xa quá, con da chợ Gò Đen mua luôn. Thì vợ Phong đang múc cháo cối và ở dưới kia xa quá mà tính ra mà chạy xuống mà nó kêu bằng gì em Phúc Dân chạy dưới mà tốn tiền xăng quá trà. Có chuyện nóng nãy kêu bỏ vô kia không chịu nóng bỏ vô nha. Hấp dẫn ghê. Vợ Phong múc thêm tô nữa. Quả hấp dẫn luôn. Này sơ sơ chắc được ông ơi. Này chỉ có 220 với mấy củ hành nữa. 250, cùng dòng 250. Mà giờ nó có một cái chảo hoành tráng luôn. Nhìn rất là ngon. Sơ rồi mà đừng chín nhiều quá nó không ngon đâu. Tiêu lên không à. Ôi, thơm ghê luôn. Này bình thường người ta bỏ bơ nữa hay gì mà. Hay người ta hình như có chỗ người ta bỏ bơ nó thơm. Rồi. Hai dĩa không hết luôn rồi. Đám tiệc nhất là đám cưới, đám giỗ người ta hay đá bò bò đó. Bò nó sang trọng á. Rồi. Đem lên từ từ. Rồi Sâu ơi, xuống xin nội kìa. Xuống xin bà nội cho bò ăn kìa. Nhanh lên. Rồi bé Su đang ngồi chơi mình luôn nè ông bà cô bác ơi. Xong rồi Dung bay. Tới chừng mà lấy lên được rồi á, rồi đâu có làm gì phải bỏ nước chạy tới nhà. Dạ. Ba vợ con bận không qua được, không biết cậu Tư có giúp được không đây. Dạ. Cậu Út uống nước rồi không? Dạ. Như cậu Út lâu lắm mới lên nhà con á. Tìm lên đám cưới anh mày. Dạ. Lần tới nay luôn. À, cậu Út ngồi con xuống bưng lên. Qua chơi luôn anh Di ơi. Di. Ở Sương Sương nè. Con mình ba vợ con à. Cậu Tư qua bến chở luôn qua cái đống. Dạ. Nó có đục ba đồ hả anh? Ở nhà tôi đâu có giữ ai đâu. Không có giữ.
Dạ. Dước bà vợ Phong qua của anh chị. Nãy Phong dước mà bà vợ Phong không có chịu qua. Cho. con dước bà vợ, không, bà vợ con không chịu. Ô, mua không có chỗ nào em bán á. Dạ. Bây giờ bị phạt. Ba mày nè, ổng có mấy bà chỗ bán. Dạ, qua ngồi luôn ba. Bển đóng cửa luôn hả ba? Dạ. Chạy vô chổng giùm luôn anh. Anh chủ bán bia đây của bác anh chị ơi. Dạ có khách mấy ông cậu lên chơi. Ủa không có ba vợ để cho này dùng néo luôn. Ủa tao ghé ba ông chỗ mua là không có chỗ nào bán cái chợ luôn. Quay vô kiểm tra thẳng thôi. Rồi nhiêu tiền anh? Bia này cũng dễ hơn. Dễ. Bỏ vô dùng em luôn. Bia tươi dở lên quá trời luôn. 120 nè. 120. Rồi cảm ơn anh nha. Chưa. Ủa chưa hả? Rồi 140 đó. Có ghi hình lên. Có chú thiếu cái là. Rồi. Chào anh nha. Trời. Kéo cá mà không ước đồ mà đi tắm mới ước đồ mới ghê. Nãy điện thoại rồi có sao anh? Không. Trời tại lấy ra liền. Trời mua giấy số quá trời luôn. Qua ngồi nhà thôi để đi anh qua ngồi luôn nè. Để cho nó khô. Trời ở đâu mà giấy tờ quá trời đất luôn. Trong bóp là nguyên cái cùi giấy tờ mà. Ê, cô chú anh chị xem. Thấy cậu nó trơn té chạy cái tay luôn. Rồi mấy cậu qua ngồi luôn mấy cậu ơi. Anh chọn. Vô anh chọn. Thấy giờ té hào giờ lạnh rồi vô làm mấy ly ấm ấm lại. Đây nút vụ chiêu quát chiêu quát cái vỏ thôi còn ở trong là vụ thường. Ngồi luôn đi gì? Này, chắc món trong ngày hôm nay bò xào củ hành với thịt heo nấu cháo đậu xanh, giò heo nấu cháo đậu xanh. Ngày có mấy con gà nó đi nè cô bác anh chị dễ tí vô thưa mấy ông nè con. Dạ, đi vô xích vô đàng hoàng. Ông ngoại nữa kìa, có ông ngoại nữa kìa. Ông ngoại nè. Giỏi quá. Có theo ông ngoại không? Dạ, má con đi học có về. Theo ông ngoại không tí? Ừ. Mà nội cắt bông gò gai nữa kìa. Nắng quá trời mà. Mà vô ăn uống vậy mà. Này cô bác anh chị nãy cái ông anh á là vớt cái điện thoại xuống hào bây giờ ngâm mà có phơi với lộn. Điện thoại nóng luôn anh ơi. Vậy trời ơi nên nhức đầu hay bắt gió luôn rồi. Hồi nãy vợ Phong gọt trái xài đem lên ăn lai xét. Để từ từ đem, để đem lên là cái ăn chưa hết món rồi, tới trái cây nữa. Rồi bé tí bé sầu mới ăn xong rồi các bác anh chị.